Thưa quý vị, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã và đang gây nhiều tác động đến các hoạt động mua bán, kinh doanh, phân phối, xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam nói chung và của Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Chính vì vậy, trong điều kiện hiện nay, giải pháp mua bán, phân phối nông sản trên sàn giao dịch thương mại điện tử được các chuyên gia kinh tế đánh giá rất thiết thực, hiệu quả. Hiện nay, việc mua sắm trực tuyến trên các trang thương mại điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến. Đặc biệt khi tình hình dịch bệnh bùng phát, để hạn chế đến nơi đông người, người dân càng ưu tiên lựa chọn mua sắm hàng hóa trên các nền tảng công nghệ, các trang mạng. Tuy nhiên, có một thực tế, hiện nay trên các trang thương mại điện tử, người mua và người bán thường giao dịch các mặt hàng gia dụng, quần áo, giày dép, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Rất ít các sản phẩm nông sản được giao dịch online. Điều này dễ hiểu. Vì lâu nay tâm lý chung của người tiêu dùng thì việc lựa chọn sản phẩm hàng hóa, mà cụ thể là nông sản, luôn phải chọn theo cách sờ tận tay. Vì vậy, việc mua bán hàng nông sản qua thương mại điện tử như livestream, sàn giao dịch điện tử rất khó. Đó giờ đi chợ thì mua trái cây thì phải lựa tận tay, rồi xem tận mắt. Ví dụ như em lại mua sầu riêng thì trái nào ngon, ví dụ muối nào tròn tròn thì em lấy trái đó, xong người ta bỏ ra cho em. Rồi mua chôm chôm thì cái nào tươi thì em lấy. Nói chung đơn giản mà, đi chợ là vậy thôi. Ngoài ra, tâm lý mua hàng trên môi trường mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng hàng hóa, lừa đảo chiếm đoạt tiền cũng khiến nhiều người tiêu dùng e ngại. Thì nói chung cái gì của nhà nông đưa ra thì anh bảo đảm an tâm cho người tiêu dùng. Đó, mình chọn lựa chọn coi như là của nhà vườn đưa ra là trực tiếp của anh, nó tốt qua mạng mình đâu biết đâu là nguồn gốc ở đâu đâu. Chứ còn bây giờ nói chung là thật giả trà trộn mình đâu có biết đâu mà trực tiếp đâu phải không? Khó nhưng không thể không thực hiện được. Khi dịch bùng phát, tình hình tiêu thụ nông sản tại nhiều địa phương trên cả nước gặp khó khăn. Nhiều đơn vị địa phương, doanh nghiệp đã chuyển hướng mở kênh phân phối hàng hóa, nông sản trên các trang thương mại điện tử và thu được những kết quả rất khả quan. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ của tỉnh Sóc Trăng gửi các cơ quan, đơn vị tìm kiếm giải pháp phù hợp giúp cho bà con nông dân thị xã Vĩnh Châu tiêu thụ hành tím đang bị tồn đọng. Từ ngày 5 tháng 5 năm 2021, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã phối hợp với sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, vỏsò.vn. tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ hành tím Vĩnh Châu. Chỉ sau gần 10 ngày chạy chương trình trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò và gian hàng Việt trực tuyến, đã hỗ trợ tiêu thụ được gần 30 tấn hành tím Vĩnh Châu. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, vải thiều Thanh Hà của Hải Dương, trứng gà Cẩm Đông, gà đồi Chí Linh, ổi Thanh Hà, cải bắp su hào Gia Lộc đã chính thức lên sàn thương mại điện tử Lazada. Nhận thấy những lợi thế tiềm năng từ sàn thương mại điện tử, tỉnh Bắc Giang đã có công văn gửi Bộ Công Thương cùng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số về việc phối hợp hỗ trợ đẩy mạnh phân phối sản phẩm vải thiều tỉnh Bắc Giang qua gian hàng Việt trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử. Sau đó, cả 6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đồng loạt mở bán chính thức sản phẩm vải thiều Bắc Giang. Ngày 8 tháng 6, trong khuôn khổ chương trình kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch, ban tổ chức đã tổ chức chương trình livestream bán hàng trực tuyến được diễn ra ngay tại trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do nghệ sĩ Xuân Bắc thực hiện, với các nông sản vải thiều Bắc Giang, mận Lào Cai và bí Bắc Cạn. Chương trình này đã mở màn cho chuỗi livestream bán hàng trực tuyến nhằm góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản Việt, hỗ trợ các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. Hệ thống các siêu thị như Vinmart Plus, siêu thị Go, Bixi, bên cạnh bán vải thiều trực tiếp tại các hệ thống, còn tổ chức kích cầu tiêu thụ vải trên kênh online qua các nền tảng trực tuyến của doanh nghiệp trên Zalo, Facebook, Hotline và thông qua các đối tác như Tiki, GrabMart, NowFresh, Dimin. Nhờ các trang thương mại điện tử này, sức tiêu thụ vải thiều tại thị trường nội địa tăng mạnh. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, câu chuyện về kêu gọi mua hỗ trợ bơ cho nông dân cũng là một ví dụ. Sự chia sẻ mạnh mẽ lời kêu gọi mua hỗ trợ bơ cho nông dân của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức trên các trang Zalo, Facebook đã giúp cho nông dân tiêu thụ hàng trăm tấn bơ có nguy cơ bị ứ động do dịch bệnh. Địa phương là không có nghĩ là cái
việc phát động này nó tạo cái sự lan tỏa, cái sức hút trong xã hội quan tâm tới bà con nông dân như thế. Rồi các cái cơ quan đơn vị ở trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đồng hành hỗ trợ bà con nông dân như thế thì địa phương rất là mừng, rất là phấn khởi. Rồi bà con nhân dân ở trên địa bàn nữa, những người trồng bơ người ta cũng rất là bất ngờ, rất là cảm ơn sâu sắc đến bà con nhân dân ở trên địa bàn huyện Châu Đức nói riêng, địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là những minh chứng thiết thực và rõ nét nhất cho thấy việc tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử nói riêng và sử dụng thương mại điện tử nói chung là hướng đi đúng đắn của các địa phương doanh nghiệp trong vấn đề tiêu thụ nông sản. Đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến giãn cách xã hội, người với người không thể gặp gỡ trực tiếp, hệ thống vận tải, giao thương bị gián đoạn do việc phong tỏa tại các địa phương, ảnh hưởng đến giao thông tại các huyết mạch quốc lộ. Vai trò của thương mại điện tử càng được thể hiện rõ khi số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, bất chấp những khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lĩnh vực thương mại điện tử năm 2020 vẫn chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, với 53% dân số tham gia mua bán trực tuyến, quy mô thị trường thương mại điện tử B2C, doanh nghiệp với khách hàng của Việt Nam năm 2020 tăng 18%, đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ, ước tính chiếm 5,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Nghiên cứu gần đây của Nielsen nêu rõ, từ khi đại dịch bùng phát, nhu cầu mua sắm trên thương mại điện tử tăng mạnh. Các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu chú trọng đưa thương mại điện tử vào chiến lược phát triển dài hạn để đối phó với khủng hoảng COVID-19 và tạo dựng kênh phân phối mới nhằm tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Có thể thấy, sử dụng phương thức thương mại điện tử đang là xu hướng trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điểm quan trọng hiện nay, ngoài những giải pháp từ cơ quan quản lý, thì mấu chốt là các doanh nghiệp, địa phương và người nông dân phải thực sự vào cuộc, thích ứng với xu hướng. Để phát huy những thế mạnh của thương mại điện tử, các địa phương, các doanh nghiệp cần có sự chủ động tìm tòi, kết nối, liên hệ với các cơ quan nhà nước có chức năng hoặc với chính các đại diện các sàn thương mại điện tử để trực tiếp làm việc trao đổi, nhằm kết nối nông sản lên kênh tiêu thụ hiệu quả và tiện lợi này. Đây cũng chính là giải pháp cần được các địa phương, nhất là các địa phương có vựa nông sản đang vào thời kỳ thu hoạch, đặc biệt quan tâm, tránh tình trạng ùn ứ nông sản. Một điểm nữa cũng cần thấy rằng, đối với những địa phương triển khai thành công, bản thân các doanh nghiệp bao giờ cũng cần có những chuẩn bị kỹ càng để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Do vậy, các doanh nghiệp cần nắm rõ các bước để đưa sản phẩm lên sàn điện tử, nhất là trong việc đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo sản phẩm cung cấp đúng và đủ thông tin đến tay người tiêu dùng. Nhà nông và doanh nghiệp cần ưu tiên chọn lựa những sàn thương mại điện tử có uy tín, đã có danh tiếng trên thị trường để lựa chọn tiêu thụ sản phẩm. Chính quyền địa phương cần có những chính sách khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, đào tạo tập huấn bà con nông dân chủ trang trại, kỹ năng quảng bá sản phẩm, kỹ năng bán hàng livestream, đồng thời hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm tạo điều kiện để bà con nông dân trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, hiểu và nắm bắt rõ hơn về xu hướng và yêu cầu thị trường. Từ đó sẽ tổ chức sản xuất được hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. Giống như là lúc này ai cũng có là Zalo, có điện thoại để giới thiệu sản phẩm của cây trái bưởi. Nếu mà nhà nước hỗ trợ được cái giá cả để cho nông dân được tốt thì tôi cũng có sẽ làm được những điều đó. Đưa lên cho nó biết là gần như là để quảng cáo sản phẩm. Cái bên cái ngành nông sản trái bưởi tôi có giá để được cho nông dân đỡ một chút đỉnh. Chúng tôi cũng muốn là nông sản của miền Nam được bán giống như nông sản miền Bắc. Nếu như nhà nước tiếp cận hướng dẫn chúng tôi công nghệ để chúng tôi cũng làm được, người dân miền Nam chúng tôi cũng muốn tiếp cận với công nghệ điện tử
để đưa cái nông sản lên cho có hiệu quả. Và một điều quan trọng, dù bán hàng online hay trực tiếp, mà đặc biệt là bán hàng online, thì yếu tố chất lượng sản phẩm cần phải được quan tâm đưa lên hàng đầu, tránh tình trạng treo đầu dê bán thịt chó. Bởi nếu làm vậy, thì chỉ bán được một lần, lần sau sản phẩm sẽ bị người tiêu dùng tẩy chay. Ứng dụng thương mại điện tử trong mua bán trao đổi nông sản là điều không hề mới mẻ trên thế giới và đã chứng minh hiệu quả. Trong thời gian qua, thương mại điện tử được dự đoán có thể trở thành một cuộc cách mạng hiện đại của công nghệ, thay đổi hoàn toàn cách thức mua bán nông sản truyền thống ở Việt Nam nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Và trước mắt, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc đưa nông sản lên chợ trực tuyến, thương mại điện tử không chỉ là phao cứu sinh mà còn là kênh tiêu thụ lâu dài, tạo kết nối chặt chẽ trong chuỗi cung ứng nông sản Việt. Chuyên mục Người Việt Hàng Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.